nhớ cả khung trời mây trắng bay. Tác giả Trần Ngọc Nguyên Vũ. Phần cuối. Tôi nằm nhà thương Cộng Hòa được mấy ngày thì một biến cố quan trọng xảy đến với tôi. Nhà thương Cộng Hòa ngày ấy đất hẹp người đông, nên sĩ quan cấp úy cứ 4 ông share một phòng. Phòng tôi nằm thuộc hàng sang, khách hàng toàn thứ dữ. Tôi nằm giường dưới, bên trên một đại hiệp biệt động quân mang hồng đai vô Vi Nam để lại cặp giò ngoài chiến địa. Giường đối diện, tầng trên, một ông trung úy dù trẻ măng, đầu quấn băng trắng xóa chằng chịt, đã hiên ngang hiến 2 con mắt cho đại cuộc, được giang hồ phong tặng tước hiệu hiệp sĩ mù. Tầng dưới là gian sơn của ông chuẩn úy họ Tạ, vừa hạ sang chưa đầy 1 tháng, dẫn trung đội đi hành quân đạp phải miền Bảy, không thiệt hại gì nhiều, chỉ mất có 2 hòn nơi hạ bộ. Cô y tá xinh đẹp, mỗi khi đến thay băng, thường gọi ông là Tạ Công Công. Hôm tôi nhập phòng, mọi người trong phòng đón tôi bằng những cử chỉ ân tình, làm ấm lòng người chiến sĩ. Hiệp sĩ mù nói với tôi: hồi còn 2 con mắt, tôi đọc Dương Hùng Cường và thích nhất nhân vật Pilot Thái Bình. Anh là dân không quân, vậy tôi tặng anh cái mỹ hiệu này, xin đừng từ chối. Tôi cười, nói với anh là tôi thì ok, chỉ sợ ông Dương Hùng Cường, ông ấy kiện. Hiệp sĩ mù cất giọng cười sảng khoái. Thế là trên giang hồ tôi có thêm một cái tên mới. Một buổi trưa tôi đang nằm mơ mơ màng màng, nghĩ đến ngày xuất viện, thì nghe tiếng Tạ Công Công khẽ gọi: ê Pilot Thái Bình, có người đẹp tới thăm kia. Tôi còn ngái ngủ, vẫn quay lưng ra ngoài. Tôi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của người con gái: dạ xin lỗi, đây có phải là phòng đại úy Hà không ạ? Tiếng Tạ Công Công thanh thoát cất lên: ông nằm bên kia kìa. Tôi nhõm người dậy, nhìn ra ngoài. Một người con gái trẻ đẹp, tay xách giỏ trái cây, đứng bên khung cửa. 4 mắt nhìn nhau sao thấy ngỡ ngàng. Thì ra cô lầm tôi với người bạn trai của cô là đại úy Phạm Ngọc Hà. Nhìn bộ điệu lính quính của người con gái, tôi thấy mình phải làm một cái gì để gỡ cái thế rối này cho nàng. Tôi giơ tay chỉ chiếc ghế cạnh chiếc bàn bên đầu giường, rồi cười, nói: vâng, tôi là Hà, phi đoàn 514, bạn của đại úy Hà bên 518. Mời cô ngồi chơi. Xin lỗi, cô là... Mặt người con gái hơi hồng lên, nàng ngập ngừng nói: dạ, em là Liên. Nghe các anh Lê Thanh Hồng Vân và Phạm Văn Thắng nói là anh Hà nằm Cộng Hòa, em cứ tưởng là Hà bạn em, nên... Hiệp sĩ mù từ giường bên ngồi dậy, nói chỏ xuống: thì Hà nào cũng là Hà cả. Tôi từng thấy nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng chưa nghe trường hợp nào kỳ thú như lần này. Cảm ơn cô Liên đã đến thăm anh Hà và chúng tôi. Nằm ở đây hàng ngày, nhìn ra ngoài hành lang, tuy không thấy gì, nhưng chỉ nghe giọng nói, tiếng cười vui tươi vòng tới cũng đủ thấy ấm lòng. Có lẽ hình ảnh bi hùng của những người lính trước mắt và câu nói như mũi dao nhọn xoáy vào tim của hiệp sĩ mù đã làm mềm lòng người em gái hậu phương, nên Liên ngồi xuống sắp trái cây lên bàn mời chúng tôi. Rồi mỗi người góp một câu khiến bầu không khí trong phòng vui nhộn hẳn lên. Liên lấy lại sự vui tươi ban đầu. cười nói líu lo thăm hỏi từng người. Nhìn liên tôi như thấy cả ngàn cánh hoa đào tung bay trong gió. Rồi tôi xuất viện, xếp cho nghỉ 2 tuần dưỡng bệnh. Trong 2 tuần lễ này, ngày nào Liên cũng về Sài Gòn thăm tôi. Chúng tôi hưởng trọn vẹn những ngày vui qua mau. Nhưng rồi 2 tuần nghỉ phép cũng như cơn gió thoảng. Hết phép trở về Biên Hòa, tôi lại tiếp tục cuộc đời của một chinh nhân, và tôi không còn gặp lại Liên nữa. Người con gái đã đến và đi qua đời tôi như một giấc liêu trai, nhưng đã để lại cho tôi những hương vị tuyệt vời của một cuộc tình thoáng qua trong thời chiến. Có những điều bí ẩn trong cuộc sống mà chúng ta không hiểu nổi. Người con gái mà tôi chọn làm người bạn đời của mình cho đến bây giờ cũng tên Liên. Ngày tôi rời Biên Hòa để đi trấn thủ Lưu Đồn, thì cái duyên đồng đội của tôi và anh cũng chắp cánh bay xa. Anh Phạm Ngọc Hà ơi, kể từ ngày đó tôi không có dịp gặp lại anh. Nhưng tôi vẫn theo dõi những chiến tích lẫy lừng của anh ngoài chiến trận. Bây giờ xin anh cho tôi được gọi anh bằng cái tên Hà Ta thân thương ngày nào nhé. Gọi nó để nhớ đến người bạn một thời tung hoành trong bão lửa. Pleiku, vùng đất Trích. Lịch sử của cuộc chiến là một bức tranh khổng lồ mà mỗi người trong chúng ta chỉ có thể nhìn nó từ một góc cạnh rất nhỏ trong cuộc đời của mình. Có những góc cạnh mà người đứng nhìn tưởng như mình đang lạc vào một chiều không gian khác biệt nào đó, để bất chợt bắt gặp một bông lan rừng nhô ra từ khe đá rong rêu chênh vênh bên ghềnh thác. Cũng từ cái góc cạnh đặc biệt này, niềm hoài niệm đã đưa tôi trở lại với Pleiku vào một buổi chiều âm u sương khói. Từng mảng mây đen nặng nề từ đỉnh Trường Sơn chậm chạp kéo về, giăng kín cả bầu trời phố núi, như báo hiệu cho một cơn giông lớn sắp đến. Trung tá Nguyễn Văn Bá, Không đoàn trưởng Không đoàn 72 Chiến thuật, cùng Thiếu tá Lê Bá Định, Phi đoàn trưởng, và chúng tôi, những phi công của Phi đoàn Thái Dương 530 Tân Lập, đứng quay cùng bên những chiếc lò sưởi dã chiến được làm bằng những chiếc thùng phi săn ngoài hang ga của Liên đoàn 60 cạnh Phi Đạo, cùng Thiếu tướng Kỳ trò chuyện tâm tình. Là một đơn vị nhỏ thuộc cấp phi đoàn mà được tướng Kỳ ghé thăm, tháp tùng ông là những nhân vật gạo cội của quân chủng như tướng Minh, tư lệnh không quân, đại tá Tần, tham mưu phó hành quân, đại tá Tiên, tư lệnh Không đoàn 33 Chiến thuật, ở vào thời điểm cuối năm 1970. Thì không phải chỉ là vinh dự cho đơn vị, mà còn là một niềm hãnh diện riêng cho người lính chiến nơi vùng trời biên trấn. Đang nghe vị cựu tư lệnh không quân kể chuyện, chúng tôi bỗng thấy xe cứu thương và xe cứu hỏa hụ còi in ỏi chạy ra ngoài phi đạo. Từ chiếc vòi rồng của xe cứu hỏa phóng ra một lớp bọt foam trắng xóa, phủ kín một quãng sân bay. Nhìn về hướng đông, chúng tôi thấy 2 chiếc phi cơ phản lực đang trên đường cần tiến phi đạo 27. Bằng những con mắt nhà nghề, chúng tôi nhận ra ngay đó là 2 chiếc F-100 đang dìu nhau hạ cánh khẩn cấp. Chiếc số 1 thả bánh đáp, chiếc số 2 bám sát bên cánh trái, không thấy ra gear, chắc là bị bể ống thủy điều. Cả 2 chiếc thẳng tiến tới phi đạo và ở một cao độ vừa đủ để làm crash. Bỗng chiếc số 1 bốc mình lên, trong lúc chiếc số 2 crash thật chính xác ngay trên lớp bọt foam. Tất cả chúng tôi đều nín thở, theo dõi chiếc phi cơ lâm nạn lướt trên mặt phi đạo. Vừa mong cho người phi công lâm nạn được an toàn, vừa thầm cảm phục tài nghệ của anh. Ra khỏi lớp bột chống hỏa trải lót đường, chiếc phi cơ tiếp tục lướt tới với một tốc độ khá nhanh. Tướng Kỳ quay qua nói với thiếu tá Hồ Đăng Trí, sĩ quan tùy viên của ông, chạy xe ra phi đạo và nếu điều kiện an phi cho phép thì chở người phi công lâm nạn tới gặp tướng Kỳ để ông mời anh một ly rượu mừng. Thiếu tá Trí chưa kịp quay lưng thì tất cả mọi người đứng trong hang ga đều trợn mắt, há mồm nhìn chiếc phi cơ cày trên mặt nhựa. Những tia lửa từ bụng phi cơ xẹt ra, bắn tung tóe như một cây pháo bông, rồi đâm thẳng vào ụ đất cuối đường bay cạnh trạm tiếp liên của hãng hàng không Việt Nam. Một cột lửa bùng lên, rồi chiếc ghế ngồi của người phi công phóng vút lên cao. Nhưng dù chưa kịp mở thì chiếc ghế đã rơi ngay vào đống lửa bập bùng. Chiếc phi cơ số 1 vòng lại, bay sát mặt phi đạo, lắc cánh, quằn quại gầm thét như một con mãnh hổ lạc bầy, làm một vòng quay 360 độ trên đầu ngọn lửa, như để gửi lời chào vĩnh biệt tới người bạn đồng hành vừa nằm xuống, rồi vụt bốc lên như cây pháo thăng thiên, cô đơn lao mình vun vút lẫn khuất sau những đám mây tan, để lại bầu trời hoang lạnh những âm thanh phản hồi gầm gừ như tiếng sấm đầu mùa mưa. Mọi việc xảy ra quá nhanh, quá bi tráng, làm chúng tôi không kịp đón nhận nó. Trên gương mặt phong trần của những người trai dạn dày chinh chiến hằn lên những nét kinh hoàng. Gương mặt tướng Kỳ đanh lại, cặp mắt ông trừng trừng nhìn vào khoảng không gian vô tận, như bất chợt gặp lại những hình ảnh hải hùng ngày nào khi ông còn bay những phi vụ cò trắng vượt biên, hàng đêm bay sâu trên vùng đất địch. Anh phi công phản lực F-100 ơi, từ chiến trận nào anh trở về đây để được hỏa táng trên miền đất lạ? Dù rằng không có một lễ nghi quân cách, dù rằng không có những vòng hoa tan phúng điếu và tiếng kèn truy điệu cho anh, nhưng ở đây đã có những tấm chân tình của tri kỷ đang thành kính cúi đầu chiêm bái anh linh người tráng sĩ vừa hy sinh. Bây giờ là 6 giờ chiều. Từ một nơi cách xa quê hương anh cả một đại dương ngút ngàn sóng nước, không có một người thân, không có bạn bè, mà chỉ có chúng tôi, những người cùng chung một chiến tuyến với anh. Xin nguyện cầu cho anh đêm nay xoải cánh an toàn, bay về cõi vĩnh hằng cao diệu vời. Chén rượu giang hồ đậm tình tri kỷ. Đối với những người lính chiến như chúng tôi, dù ở đơn vị hay cấp bậc nào đi chăng nữa, thì cuộc sống cũng vô cùng bấp bênh và ngắn ngủi. Mới chỉ buổi sáng đây thôi, còn thấy anh ồn ào cùng chúng bạn, để đến đêm về, ở một nơi nào đó có ánh đèn mờ ảo, như muốn che giấu những nỗi kinh hoàng trong lửa đạn, đã thấy bùng lên câu thơ: đêm tráng sĩ qua sông lần vĩnh biệt, tưởng đang còn tiệc rượu lúc tàn canh. Cho nên dù chỉ là một lần gặp gỡ tình cờ, cũng sẽ đem lại cho chúng tôi những kỷ niệm chập trùng khó quên. Còn nhớ một lần tôi cùng thằng Phunro, Long Lăng Quăng và Phúc Cháy đến dự đêm dạ vũ mây bốn phương trời tại câu lạc bộ Hình Hữu Bạc trong căn cứ không quân Tân Sơn Nhất. Trong đêm vui này, một số phi công nghênh cảng F-4C từ hàng không mẫu hạm Midway cũng được mời về tham dự. Vừa bước vào phòng đã thấy ông hưng phệ chạy ra đón. Rồi ông dẫn chúng tôi lại ngồi cùng bàn với những người khách đặc biệt này. Tất cả đều đứng lên trong khi ông Hưng giới thiệu: đây là những hoa tiêu F-4C thuộc không đoàn nghênh cảng ngoài hạm đội số 7. Rồi quay qua chúng tôi, ông nói với họ: còn đây là những phi công khu trục anh Tạc A1 của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi trao đổi với nhau những tia nhìn đầy thiện cảm, cùng những cái siết tay chặt chẽ thân tình như đã quen nhau từ thuở nào. Một ông đại úy trẻ măng, mặc bộ đồ bay màu cam, nắm tay tôi, nói: Chúng tôi được nghe rất nhiều huyền thoại về các bạn, những phi công can đảm, chiến đấu hào hùng trong những điều kiện cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Đêm nay được gặp thật là vinh hạnh. Tôi bóp chặt tay anh, cười nói: Chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ các bạn, những mid-killer của Hải không quân Hoa Kỳ, hàng ngày vẫn bình thản đạp sóng đại dương lướt gió ngàn, quần thảo với phi cơ và hỏa tiễn địch trên vòng trời lửa đạn. Rồi những giọng cười như con lốc xoáy bốc lên theo hơi rượu của những con người mà mới chỉ một lần đầu gặp gỡ đã thấy mến nhau qua phong độ, trọng nhau vì tài. Anh Khoa đen, hai tay xách hai chai mặt ten cổ lùm lừng lững đi tới. Anh cất giọng hào sảng nói: Đêm nay các cậu phải uống cho thật say đó nghe. Tôi tiếp lời anh: Say như tráng sĩ, say hào khí, tưới rượu hư không gột chiến bào. Trường phu cất tiếng cười vang dội, bầu trời rung chuyển cả trăng sao. Anh ngửa mặt cười sảng khoái, rồi mở chai rót rượu. Thằng phun rô với tay bấm nút chai soda, tưới những tia nước sủi bọt trắng xóa vào những chiếc ly thủy tinh. Tôi cười nói với thằng: Rót nữa đi bạn, rót cho rượu tuôn như suối dồn thác đổ, đã tiễn đưa đâu mà nói trường đình. Tất cả đều nâng ly, ngửa cổ uống cạn ly rượu giang hồ, và nhìn nhau bằng những tia nhìn long lanh qua ánh mắt, rồi cùng cất tiếng cười vang át cả tiếng nhạc của đêm liên hoan. Đêm nay còn có thứ ngôn ngữ nào diễn tả nổi tấm chân tình của tri kỷ, và còn có men rượu nào sánh được với men hào khí của chinh nhân. Bởi vì ngày mai vào trần ai nào biết, tráng sĩ quay cuồng bom đạn rơi. Anh Khoa thân kính, đã lâu lắm rồi kể từ đêm tao ngộ với những cánh chim trời phiêu bạt tụ về, cùng anh bàn chuyện chiến chinh lần đó. Chúng mình chưa một lần gặp lại nhau, nhưng em vẫn nhớ cái dáng dấp hiên ngang quen thuộc thuở nào của người tráng sĩ cô đơn lạc nẻo dòng đời. Khi anh cùng thượng sĩ Nguyễn Văn Nhất đáp chiếc Thần Phong 01 xuống Pleiku vào một buổi sáng mù sương để gặp thiếu tá Lê Bá Định và trung tá Nguyễn Văn Bá. Cuộc gặp gỡ bí mật của những con người giang hồ quen thói vẫy vùng, tuy thật ngắn ngủi, nhưng cũng đã làm nghiêng ngã cả dải giang hà dưới gót chân. Ngày tháng vẫn lạnh lùng trôi. Tôi quên thế nào được hình ảnh chiếc H-34 phi đoàn 219 của đại úy Nguyễn Văn Thắng lừng lững từ trên không như một khối sắt khổng lồ lao mình xuống cơn bão lửa. Rồi anh Nghĩa già từ trong lòng phi cơ phóng ra, vội vã tháo dây dù cho tôi, vác tôi lên vai chạy dưới làn mưa đạn của quân thù tại chiến trường Ben Het ngày nào. Tôi cũng còn nhớ rất rõ âm thanh tắc nghẹn trên tần số của thiếu tá Hồng Khắc Sang, người phi tuần trưởng gan lì của phi tuần Thái Dương 51, khi chiếc số 2 của anh, thiếu úy Dương Huỳnh Kỳ, trầm mình trong ngọn lửa mịt mùng theo với dàn bom napalm hai bên cánh, và thân xác người phi công tài hoa son trẻ của phi đoàn 530 đã được hỏa táng ngay trên đỉnh Sạc Ly. Cùng trong khoảng thời gian và không gian đó, một cánh dù bung nở mang theo người phi công của phi tuần kế tiếp. Thái Dương 61 từ chiếc phi cơ bốc cháy trên vòm trời lửa đạn về với những người bạn nhảy dù, biệt động quân đang quần thảo với địch quân nơi chiến địa của mùa hè rực lửa năm xưa. Rồi chiếc UH-1 phi đoàn 229 của Trung úy Tuấn Bukhasa. Trung úy Xuân tóc đỏ bay tới, nghiêng ngã như con thuyền ngụp lặn trong cơn phong ba bão táp giữa biển khơi, thả sợi dây thừng cho tôi nắm lấy. Khoảng cách giữa sự sống và sự chết chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay, mà sao tôi thấy nó dài như cả vạn dặm đường. Trong giây phút tưởng chừng như tuyệt vọng đó thì một phép lạ chợt đến. Người cơ phi xạ thủ dũng cảm của phi hành đoàn trực thăng cấp cứu từ trong khoang tàu hiện ra như một thiên thần, leo xuống sợi dây lơ lửng giữa trời, thòng cánh tay rắn chắc cho tôi nắm lấy, và chúng tôi cùng đong đưa theo sợi dây trước cặp mắt ngơ ngác của tử thần. Rồi cứ thế, chiếc phi cơ cứu tử đưa tôi về căn cứ Võ Định, nơi có đơn vị tiền phương của lữ đoàn dù trấn đóng. Sau khi thả tôi nằm trên tấm pông xô dưới đất, các anh, những hiệp sĩ không gian của vùng trời biên trấn, lại lạnh lùng quay lưng cất cánh, không để cho tôi có dịp gửi đến các anh một lời chào tạm biệt. Tôi quên thế nào được những cử chỉ vỗ về, chăm sóc của những người bạn đồng ngũ ngoài chiến trường. Thiếu tá Phạm Bính, phi đoàn trưởng phi đoàn 215, rót những liều thuốc tê vào tai tôi. Ráng một chút nghe cưng, sắp xong rồi. Khi anh nắm chặt lấy hai cánh tay tôi cho bác sĩ Hiệp, người y sĩ trẻ của binh chủng nhảy dù, khâu sống vết thương trên trán. Trong cơn mê mơ hồ thảng thốt, tôi nghe có tiếng cười đùa trao đổi giữa thiếu tá Huỳnh Hải Hổ, người đang đè hai chân tôi, và vị bác sĩ trẻ. Cẩn thận nghe bác sĩ, đừng để vết thẹo quá lớn trên gương mặt đẹp trai của tráng sĩ. Vâng, tôi chưa thấy người lính trận nào lại có một làn da trắng và mịn màng như ông thiếu tá này. Rồi những ngày chinh chiến qua đi, đã có biết bao nhiêu người bạn lạnh lùng quay lưng vượt dòng sông đình mệnh, để lại cho đời những luyến tiếc nhớ thương. Và cũng có biết bao nhiêu người bạn mới chỉ nghe danh hoặc chỉ qua một lần gặp gỡ mà tình tri kỷ đã đậm đà đến tận thiên thu. Bây giờ ngồi đây giữa cảnh đời luân lạc, tôi nhớ đến những người của ngày xưa đó mà thấy lòng mình chùng xuống. Giờ này các anh đang ở đâu? Có phải các anh đang cô đơn xoải cánh dưới bầu trời giông bão, hay đã dừng chân nơi chốn lạ? Và đêm về các anh có nghe được những ưu tư khắc khoải thầm lặng của cố nhân? Còn tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, nhớ cả khung trời mây trắng bay. Rồi đây trên phiến thời gian cũ, tôi sẽ mang theo những tháng ngày. Trần Ngọc Nguyên Vũ, Lake Tahoe, những ngày cuối đông.